Tối ngày 15 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin qua hệ thống giám sát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện ô tô đi ngược chiều 15 km trên cao tốc. Lái xe cho biết sở dĩ điều khiển xe được ngược chiều đến 15 km là do không biết đường. Theo đó, qua xác minh, xác định chủ phương tiện là thanh niên sinh năm 1999, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Thanh niên này cho biết chính mình là người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ngày 13 tháng 3. Khi phát hiện xe đi ngược chiều, anh đã bật đèn cảnh báo khẩn cấp và đi sát giải phân cách giữa đường. Trong quá trình đi ngược chiều, anh tránh khoảng 10 xe ô tô khác. Đi ngược chiều được 15 km, anh này đã cho xe quay đầu đi đúng chiều hướng về Hà Nội. Trong ngày 15 tháng 3, tổ công tác của đội 1 đã về địa chỉ mà chủ xe đăng ký để xác minh, lập biên bản vụ việc. Theo đội 1, với hành vi của lái xe trên sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng. Ngoài hành vi đi ngược chiều, đội 1 đang xác minh hành vi lắp đèn LED màu xanh ở biển số xe. Vì khi lắp đèn LED này, qua hệ thống giám sát sẽ gây nhầm màu với màu biển số xe công vụ.